Vào lúc 0 giờ 15 phút sáng nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Ryan KTV do Vũ Thị Phương Liên sinh năm 1992 ở thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên làm chủ, phát hiện 21 đối tượng dương tính với ma túy. Tại 3 phòng hát của quán kinh doanh karaoke Ryan KTV, qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an đã phát hiện 48 thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh tại chỗ, có 21 thanh niên dương tính với ma túy. Đáng chú ý là quá trình kiểm tra phòng hát số 2 của cơ sở này, lực lượng công an phát hiện trong người Nguyễn Văn Triều, sinh năm 1989 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, có một túi ni lông bên trong chứa chất nghi là ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra làm rõ.